Lời Chúa theo Thánh Marco, chương 6, câu 53 đến câu 56. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Gennesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ. Và khi người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, qua trang tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Marco đã gợi lên cho chúng ta hình ảnh hết sức là ấm áp tình Chúa và tình người. Hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua Đức Giêsu Kitô. Tình yêu này được Thánh Marco tường thuật như sau. Dân chúng nhận ra Đức Giêsu. Liền lúc đó, dân chúng đã tuôn đến và đem theo người bệnh tật đến để xin người cứu chữa. Tất cả những người bệnh đến với người, người không chối từ một ai. Người ra tay chữa lành bệnh tật cho họ. Hình ảnh thấm đậm tình người. Điều này được biểu lộ qua tình thương của những người khỏe mạnh, biết quan tâm đến những người đau yếu. Họ đã đưa những người đau yếu đến với Chúa Giêsu và xin người cứu chữa họ. Vâng, Thiên Chúa thì yêu thương con người. Ngài đến để đem tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Tình yêu lớn nhất của Ngài dành cho nhân loại là dám hy sinh mạng sống của mình để cứu độ chúng ta. Vậy chúng ta phải luôn nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Một khi chúng ta nhận ra được tình yêu của Chúa dành cho mình, chúng ta có dám xin Thiên Chúa để cho Chúa đụng chạm đến và chữa lành những căn bệnh tội lỗi của chúng ta không? Hay chúng ta chỉ biết nhận ra Chúa để xem Chúa như thế nào, rồi sau đó quay gót trở về với con đường cũ? Lối sống tội lỗi như chúng ta vẫn sống. Tình yêu của Thiên Chúa còn được biểu lộ qua những người biết quan tâm đến người khác, điển hình như những người khỏe mạnh đã biết quan tâm, giúp đỡ những người đau yếu, bệnh tật, như trang tin mừng chúng ta vừa nghe. Ước gì mỗi ngày sống, chúng ta luôn biết nhận ra Chúa đã yêu thương chúng ta, để từ đó chúng ta cũng biết đáp trả lại tình yêu bằng cách siêng năng đọc lời Chúa và biết đem ra thực hành bằng việc làm cụ thể như chia sẻ miếng cơm manh áo cho những người nghèo khổ, biết tìm cách hướng dẫn và đem những người tội lỗi đến với Chúa qua bí tích hòa giải. Như lời Chúa đã nói, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Amen.